Hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, vào những ngày mùa thu tháng 9 năm 1215, khi mà cuộc đối đầu giữa đế quốc Mông Cổ và Triều Kim của tộc người Nữ Chân đang ở vào giai đoạn gay cấn nhất, hậu phương của thành Cát Tư Hãn bất ngờ bị đánh lén. Giữa trùng trùng, binh đao, giáo mác, một đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc ấy vang vọng khắp chiến trường, như thể dự báo trước tương lai sẽ gắn chặt với vận mệnh quốc gia, với khói lửa mịt mù nơi chiến trường đẫm máu. Và đứa bé đó chính là Hốt Tất Liệt, cháu nội của thành Cát Tư Hãn và cũng là nhân vật sau này đã trở thành đại hãn thứ 5 của Mông Cổ, đưa đế chế Mông Cổ đạt đến đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Mặc dù cả cuộc đời ông luôn bị cuốn vào vòng xoáy của nghiệp binh đao, trải qua sóng gió triền miên của cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, Hốt Tất Liệt là một vị hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Hốt Tất Liệt là vị đại hãn thứ 5 của đế chế Mông Cổ. Dưới thời của ông, sự hưng thịnh của đế chế này đã đạt đến đỉnh điểm. Ông cũng là người dựng nên nhà Nguyên ở Trung Hoa và có tham vọng chinh phục nốt các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Ba Gian, Java, thế nhưng thất bại. Hốt Tất Liệt là vị vua có trí tuệ, rất chú ý đến kinh tế và giao thông. Ông đồng thời cũng là người đầu tiên tạo ra tiền giấy, tiền pháp định. Từ thuở nhỏ, Hốt Tất Liệt đã sớm chứng tỏ là một cậu bé thông minh, trượng nghĩa và quan trọng nhất là khả năng quân sự thiên bẩm. Tư chất của Hốt Tất Liệt là niềm tự hào, niềm vui mừng khôn xiết đối với thành Cát Tư Hãn, thế nhưng đồng thời cũng dấy lên mối lo ngại, tị hiềm của những vị vương gia tham vọng khác. Và từ đó, cuộc đời Hốt Tất Liệt đã bị cuốn vào vòng xoáy của nghiệp binh đao cùng những sóng gió triền miên của cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt. Sau khi chứng kiến cha mình bị chính người anh em hãm hại, Hốt Tất Liệt nhận thấy phải dùng thủ đoạn chính trị để đấu tranh với quyền lực đương thời. Trải qua trăm ngàn cay đắng, chiêu hiền đãi sĩ, Hốt Tất Liệt đã đánh bại những thế lực mưu phản, lập ra Triều Nguyên và trở thành một trong những vị hoàng đế tự thống nhất thiên hạ. Năm 1260, Hốt Tất Liệt đã trở thành đại hãn của đế quốc Mông Cổ sau khi anh trai ông là đại hãn Mông Kha chết năm trước đó. Mặc dù em trai ông là A Lý Bất Ca cũng tự xưng là đại hãn tại kinh đô của đế quốc Mông Cổ vào thời điểm đó là Karakorum. Cuối cùng, ông đã giành thắng lợi trước A Lý Bất Ca vào năm 1264. Và mặc dù cuộc tranh giành quyền kế vị đã đánh dấu sự kết thúc của sự thống nhất chính trị trong nội bộ đế quốc Mông Cổ. Năm 1271, Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên. Năm 1279, quân đội của ông tiêu diệt nhà Nam Tống, thống nhất Trung Quốc. Hốt Tất Liệt chấp nhận các mô hình chính trị và văn hóa Trung Hoa, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của các lãnh chúa địa phương, những người đã nổi lên nắm quyền lực trong thời kỳ cuối cùng của nhà Tống. Tuy nhiên, do mất niềm tin vào người Hán nên ông đã chỉ định người Mông Cổ, người Trung Á, người Hồi giáo và một ít người châu Âu vào các vị trí cao hơn người Hán. Hốt Tất Liệt bắt đầu nghi ngờ người Hán khi con rể của một vị bình chương chính sự người Hán lại nổi dậy chống lại ông, trong khi ông đang phải quyết đấu với A Lý Bất Ca tại Mông Cổ. Cho dù ông vẫn tiếp tục mời và sử dụng một số cố vấn người Hán như Lưu Bình Trung, Hứa Hành và Diêu Xu. Ngoại sử Mông Cổ kể rằng, sau khi đạp đổ Trung Hoa dưới vó ngựa chinh phạt của mình, Hốt Tất Liệt nghĩ ngay đến chủ trương toàn xúc nên phán rằng đất đai nơi này rộng lớn và tươi tốt, khí hậu ôn hòa, nhưng dân Hán đông quá, sống chật hết đất. Nay ta lệnh giết hết dân Hán để lấy chỗ chăn nuôi gia súc. Một trí thức Hán đang làm thông ngôn cho quân Mông Cổ nghe vậy, hoảng hốt rồi quỳ mọp xuống thưa. Thưa Đức Đại Đế Anh Minh, nuôi người Hán có lợi hơn nuôi súc vật. Các tướng Mông Cổ tức giận, quát nạt. Vô lý, nuôi người Hán mà lợi hơn nuôi súc vật à? Người Hán chúng mày có làm ra sữa, ra thịt như cừu, ngựa của chúng tao không? Hốt Tất Liệt phán, người giải thích cho thông, không thì ta chém đầu. Trí thức Hán thưa, dạ, để cho người Hán sống không phải nuôi, cho chúng tự do làm ăn, của cải chúng làm ra, bắt đóng thuế thì lợi gấp trăm lần nuôi súc vật. Hốt Tất Liệt là vị đại đế lãnh đạo hàng trăm vạn quân thảo phạt từ Tây sang Đông thì đầu óc không hề ngu muội, tăm tối như tay trí thức Hán nghĩ. Ngay tức khắc, ông ngộ ra liền dẹp bỏ chủ trương toàn súc cho người Hán sống để thu thuế. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đỉnh điểm của sự hưng thịnh.
Giai đoạn cuối đời, Hốt Tất Liệt đã gửi cháu trai Gamala của mình đến Bukhan Khadun vào năm 1291 để đảm bảo yêu sách của mình với nơi thành Cát Tư Hãn được chôn cất, một nơi linh thiêng được bảo vệ bởi chính quyền của ông. Bá Nhan đã kiểm soát Karakorum và đang thiết lập lại quyền kiểm soát các khu vực xung quanh vào năm 1293. Do đó, đối thủ Kaizu của Hốt Tất Liệt đã không thử bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào trong 3 năm tới. Từ năm 1293 trở đi, quân đội của Hốt Tất Liệt đã giải phóng lực lượng của Kaizu khỏi cao nguyên Trung Siberia. Hốt Tất Liệt ban đầu có ý định đưa con trai thứ hai là Chân Kim làm người kế vị ông. Chân Kim đã trở thành người đứng đầu của Trung Thư Tỉnh và tích cực điều hành công việc triều chính theo kiểu nho giáo. Thật không may, Chân Kim chết vào năm 1285, 9 năm trước khi Hốt Tất Liệt qua đời. Ngoài ra, ái thê của ông, Hoàng hậu Sát Tất cũng qua đời trước đó vài năm vào năm 1281. Con yêu cùng vợ yêu qua đời trong một thời gian ngắn, cùng với những thất bại của các chiến dịch quân sự ở Đại Việt và Nhật Bản cũng luôn ám ảnh ông, đã khiến tinh thần Hốt Tất Liệt bị chấn động mạnh mẽ. Hốt Tất Liệt chìm vào trầm cảm vì mất người thân, sức khỏe yếu và tuổi tác ngày một cao. Ông đã thử mọi phương pháp điều trị y tế có sẵn, từ các pháp sư Cao Ly đến các thần y Đại Việt, các phương thuốc và thuốc men khác, nhưng cũng không có kết quả. Vào cuối năm 1293, Hoàng đế đã từ chối tham gia vào lễ đón năm mới truyền thống. Trước khi chết, Hốt Tất Liệt đã chọn con trai của Chân Kim là Thiết Mộc Nhĩ làm thái tử và ông này đã trở thành vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyên, tức là Nguyên Thành Tông. Hốt Tất Liệt muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành cũ để an ủi ông ta trong căn bệnh cuối cùng. Các triều thần chỉ có thể chọn Bá Nhan, người kém ông hơn 20 tuổi. Hốt Tất Liệt suy yếu dần và vào ngày 18 tháng 2 năm 1294, ông qua đời ở tuổi 80. Hai ngày sau, đám tang đã đưa thi hài của ông đến nơi chôn cất của những khả hãn Mông Cổ. Là một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử, đế chế Mông Cổ dưới sự lãnh đạo xuất chúng của các đại hãn đã làm nên những điều phi thường mà chưa một quốc gia nào có thể thực hiện cả trong quá khứ và tương lai. Suốt thế kỷ thứ 13, người Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Hốt Tất Liệt Đại Hãn, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, đã hai lần cố gắng tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược Nhật Bản vào các năm 1274 và 1281. Tuy nhiên, trong cả hai lần xuất binh đó, những vó ngựa thảo nguyên hừng hực sức mạnh lại bị một thế lực thần bí trên biển Nhật Bản nhấn chìm, khiến Mông Cổ thất bại đau đớn. Sử sách thậm chí còn gọi đây là trận chiến hy hữu, chưa đánh đã bại của đế chế Mông Cổ. Trong suốt thế kỷ 13 và 14, vó ngựa kiên cường của binh đoàn Mông Cổ bất khả chiến bại tung hoành khắp nơi, chưa một lần ngưng nghỉ. Đi đến đâu là cỏ ở đó không thể mọc, đi đến đâu là quân thù khiếp sợ đến đó. Nhờ có những thủ lĩnh giỏi tài thao lược và chiến đấu mà trong hơn 800 năm qua, tính từ thời điểm Thành Cát Tư Hãn thành lập Đại Mông Cổ Quốc năm 1206 đến năm 2016, đế chế Mông Cổ đã làm rung chuyển thế giới. Họ thống trị 100 triệu dân và chiếm được vùng lãnh thổ rộng lớn khắp châu Á và châu Âu bằng 16% diện tích đất liền trên trái đất. Thành tựu vô tiền khoáng hậu đó có được phần lớn nhờ vào đội quân hàng trăm nghìn người được rèn bằng những luật lệ thép cùng lối đánh tốc chiến tốc thắng khiến quân thù khiếp sợ và trở tay không kịp. Trên lưng ngựa thần tốc, đội quân Mông Cổ chưa bao giờ chùn bước trước những mùa đông khắc nghiệt hay đường xa vạn dặm ở trên các cánh đồng thảo nguyên. Máu du mục luôn hừng hực trong huyết quản của họ. Thế nhưng, sức mạnh quân sự trên bộ thành công bao nhiêu thì sức mạnh trên biển lại lộ ra nhiều điểm yếu bấy nhiêu. Trở về thời điểm cách đây 739 năm, vào năm 1281, đại hãn thứ 5 của Mông Cổ là Hốt Tất Liệt đã phải nhận thất bại trong kế hoạch đem quân xâm lược Nhật Bản bằng đường biển. Năm đó, Hốt Tất Liệt mang 140.000 quân, huy động 4.000 tàu chiến thẳng tiến Nhật Bản, tiếp tục ước muốn mở rộng bờ cõi về phía Đông Á. Mang theo tinh thần bất khả chiến bại cùng đội quân hùng hậu trang bị vũ khí cực kỳ hiện đại thời bấy giờ như lựu đạn, mũi tên phát nổ, đại hãn Hốt Tất Liệt và các tướng lĩnh tự tin cầm chắc chiến thắng trong tay. Vậy mà, nhân tính không bằng trời tính. Trận chiến chưa mở màn mà quân đội Mông Cổ đã phải nhận thất bại và từ bỏ xâm lược Nhật Bản. Nguyên nhân thất bại quả thật khó lường, thời tiết xấu. Sau nhiều ngày tiến quân, quân Mông Cổ cuối cùng cũng đã đến đảo Kisu, phía nam nước Nhật. Khi hai bên chuẩn bị giao đấu thì một trận cuồng phong ập đến.
thủ lĩnh của đội quân ra lệnh cho binh lính rút về tàu và tiếp tục di chuyển trong cơn bão. Đây có lẽ là một quyết định sai lầm vì hàng nghìn chiếc tàu chiến bị các cơn cuồng phong và sóng lớn làm cho chúng va đập vào nhau dữ dội. Hàng nghìn binh lính chết đuối vì rơi xuống nước biển đầy giận dữ. Những tàu chiến may mắn sống sót thì bị sóng biển dạt vào bờ. Vì đang ở thế bị động, quân Mông Cổ bị quân Nhật Bản giết chết dễ dàng. Vài trăm tàu chiến trở về chỉ mang theo tin xấu cho toàn dân Mông Cổ. Cuộc xâm lược Nhật Bản của Mông Cổ năm đó vì cuồng phong mà thất bại hoàn toàn. Nhiều người Nhật Bản khi đó cảm thấy may mắn khi cho rằng họ đã được thần linh phù hộ. Vì cơn cuồng phong siêu mạnh năm đó, người Nhật Bản sau này đặt là phong thần thường rất hiếm xảy ra tại đảo Kyushu. Sử sách ghi lại rằng Hốt Tất Liệt đã hai lần lên kế hoạch xâm chiếm Nhật Bản. Tuy nhiên, cả hai lần đều phải chịu thất bại cay đắng. Ý định xâm chiếm Nhật lần đầu của Đại Hãn thứ 5 là vào năm 1274 với hạm đội 900 tàu chiến và lần thứ hai là vào năm 1281. Giải mã nguyên nhân thất bại sau hai lần có ý định xâm chiếm Nhật Bản của Hốt Tất Liệt, các nhà khảo cổ cho rằng bên cạnh yếu tố khách quan là thời tiết xấu thì lỗi kỹ thuật trong chế tạo tàu thuyền đã khiến họ nhận thất bại. Các nhà khảo cổ hiện đại sau khi tìm thấy nhiều mảnh vỡ tàu thuyền còn sót lại trong trận cuồng phong năm 1281, họ kết luận chính sự nóng ruột chiếm Nhật Bản của Hốt Tất Liệt đã khiến ông hai lần thất thủ. Việc sốt sắng xây dựng hạm đội hùng mạnh trong một năm thay vì 5 năm đã khiến ít nhiều tàu chiến gặp phải sự cố từ người xây dựng. Hốt Tất Liệt đã sai lầm khi coi trọng số lượng hơn chất lượng. Các sử gia quốc tế cũng nhận định, trong cuộc xâm lược Nhật Bản thứ hai, bên cạnh những mất mát vô cùng to lớn là việc danh tiếng của Mông Cổ bị ảnh hưởng đáng kể. Sự bất khả chiến bại của người Mông Cổ đã tiêu tan trong con mắt của người Đông Á. Theo các sử gia hiện đại, cho dù phải trả một cái giá quá đắt sau hai lần thất bại cũng như tiếng tăm bị lụi tàn, nhưng Hốt Tất Liệt không ngừng ý định xâm chiếm Nhật Bản lần thứ ba. Cuối cùng, chỉ có cái chết của ông vào năm 1294 mới ngăn được ý đồ xâm lược Nhật Bản lần thứ ba đó. Trong chiến tranh, thời tiết cũng là yếu tố thuộc về sức mạnh của một đạo quân. Tướng lĩnh nào khéo nắm được thiên văn, khí tượng thì có thể mang về lợi thế cực lớn cho quân đội của mình. Có thể nói, những cơn thần phong chính là đòn trừng phạt dành cho quân Mông Cổ, những kẻ kém hiểu biết về thiên văn, khí tượng nhưng lại có thừa sự hung hăng và tham vọng. Có một điểm trùng hợp là cả hai lần quân Mông Cổ tiến đánh Nhật Bản đều diễn ra vào thời điểm sau tháng 6. Ở vùng Đông Thái Bình Dương, mùa bão bắt đầu sau tháng 6 các năm và đạt tới đỉnh điểm với những cơn đại cuồng phong vào khoảng tháng 8, tháng 9. Người Mông Cổ vốn quen sống trên sa mạc, thảo nguyên chắc không biết được quy luật ấy. Trong cả hai lần tiến quân, họ đều chọn thời điểm mà khả năng gặp bão biển là lớn nhất trong năm. Vậy, ngay từ đầu, người Mông Cổ đã tự chọn cho mình thất bại chỉ vì thiếu kiến thức khí tượng. Cả đế quốc Mông Cổ xây dựng nên bằng vũ lực và các cuộc chinh phạt đẫm máu cũng mau chóng sụp đổ và đi vào quên lãng. Bản thân nhà Nguyên ở Trung Quốc cũng chỉ tồn tại chưa đầy 100 năm, từ năm 1271 đến năm 1368 rồi tan vỡ. Người ta ít nhớ đến triều đại này là bởi đóng góp về mặt văn hóa của nó cho lịch sử Trung Quốc nói riêng và lịch sử thế giới nói chung là không nhiều. Đúng vậy, chỉ có tịnh tiến trên con đường văn hóa mà tuyệt nhiên không phải là bạo lực thì một cá nhân, một thể chế, một dân tộc mới được lịch sử lưu tên. Qua thất bại đau đớn lần này của Hốt Tất Liệt Đại Hãn và toàn quân, chúng ta có thể nhìn nhận ra một điều. Nếu như trên bộ, đội quân Mông Cổ trên lưng ngựa như hổ mọc thêm cánh, thì ở trên biển họ lại lộ ra những điểm yếu chết người. Để rồi kết cục, kẻ xâm lược đã phải từ bỏ tham vọng thống trị thiên hạ. Nhật Bản thoát khỏi lưỡi hái tử thần đáng sợ nhất thế giới lúc bấy giờ. Bởi vậy cho đến ngày nay, người dân xứ Phù Tang vẫn luôn tin rằng các vị thần đã mang tới những cơn cuồng phong này để tới bảo vệ họ trước kẻ thù. Và họ tự hào gọi đó là ngọn gió thần.